Sau khi các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long triển khai thu mua tạm trữ 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa theo chủ trương của chính phủ, giá lúa tăng nhẹ, thương lái tăng cường thu mua. Hiện giá lúa ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng 1 kg, giống IR50404 là 4.700 đồng 1 kg, các giống chất lượng cao khác được thu mua 5.400 đồng 1 kg, hoạt động mua bán lúa những ngày này cũng tất bật hơn. Tôi có bắt truyền hình lên thì tôi có nghe là Thủ tướng Chính phủ đã có quy định là phải tăng giá lúa lên để cho người nông dân được nhờ. Mấy ngày trước thì cái giá lúa nó quá thấp. Hiện bây giờ thì giá lúa nó hơi tăng lên mà đã hết vụ rồi. Mấy ngày dài thì mới đầu mua 4.400 rồi lên 4.500, nay lên 4.600 rồi 4.700 nó sừng lại rồi đó. Thì tình hình nó có hơi lên, nó hơi dễ bán hơn bữa hổm. Thì cũng nghe nói nhà nước cho ăn lên giá, dân ở bên ngoài cũng đòi lên, mình cũng mua giống lên. Chủ trương thu mua tạm trữ lúa gạo đã được triển khai sâu rộng đến từng địa phương. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã thu hoạch xong đến 50%, 60% diện tích. Ông Lê Minh Hoang, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khẳng định, đã đến lúc nông dân không thể tiếp tục sản xuất cá thể, mạnh ai nấy làm, mà phải cùng hợp tác để liên kết sản xuất và vai trò dẫn dắt thị trường của doanh nghiệp là thực sự cần thiết.